Tây nó thích xem những cái lạ. Ở đây có khi nào vỡ mái nhà rồi ấy là đi mất con lợn không? Đúng không? Có khi nào đằng này phát nước buộc con cứ đó à? Và là cho một phát đấy chứ. Đằng này phát đấy chứ? Đâu? Ngoài này. Ờ. Ngoài. Đem ra đây. Kiến công kê lên buồn thật. Đây từ đây nó đi nó tránh tránh cái đất à. Tránh con luôn một cây ra ngoài. Con nó buộc rồi. Buộc quan trọng cái nút hay không, nó quan trọng. Cái này cái kéo nó được nhanh. Đẩy cái kia ra, cái chỗ kia nó bị lõm vào ấy. Sao đâu mà kéo quần. Cái năm ngoái ta là 1 2. Là đại khái là không biết năm ngoái nhưng mà cái năm xưa là đi bắt mía là đúng trong đấy con. Trở xong là chiều nay đi chiều ngoái à. Anh chơi nhà cái đường gì? Chỗ nhà
hướng hiện tiếng biết không? Rồi đấy, tôi chẳng hướng đây. Chỉ cái đường đấy vào thôi, chỉ bước cái đường đấy. Ờ, cái đoạn đấy chưa đổ làm đâu, đoạn đấy dài đấy. Bây giờ cầu máng xong ấy. Hả? Rồi cầu máng xong chưa làm này? Đúng rồi đấy, cháu mới bổ chỉ có cầu máng thôi. Thủy lợi. Gần Mỹ là đúng ngay chỗ chỗ nhà nhà là thằng cô em cháu chơi nó thằng kỹ thuật. Cái cầu nó làm cái cầu Betty, cái cầu đấy làm sao mà xe của thằng đi được. Loại đấy chỉ có xe bé thôi. Đấy Đông Bắc nó làm cái cầu ngay đấy. Thằng Thọ Thọ già làm ở đấy. Để bác vào trong hết chưa? Hết rồi. À hình như còn mấy cái. Ngoài chỗ nhà ông Hiền đấy, ông Hiền đấy. Vào rồi. Là cháu làm cái gì làm mẹ trộm như danh nhất cái đấy mang tiếng không nói mang tiếng không thường quá đấy bây giờ về phát này mẹ mà có thì nó thiếu không nhiều lắm đâu nhiều đã kể từ nó rồi. Xong thảo ngóc cái này là đất thì tính ở đây cứ như bên trong là cái nữa nào cái này không lại quá bên đấy đúng không. Bên đây còn để còn luôn cái đấy không vào đây. Cái này bên này không còn luôn. Bạt vào đấy nhá, không có lại nên vào đây đi. Thôi chẳng bị thua. Không, vô đứng ở bên kia chưa cho người ta nhỉ. Anh hội làm tay. Thank you.
đây ra, bỏ cái đây này ra, bỏ cái đây ra, không ra. Không được. Ta lại không được. Nó chả chảy bao nhiêu cả. Cởi cái đây đi, rồi chảy bé. Thank you.